bản tin trưa gồm những sự kiện sau: Ukraine giành lợi thế ở Kursk nhưng gặp bất lợi tại Donbass; Điện Kremlin chuẩn bị sự tướng lĩnh nga thất bại ở Kursk; Belarus sẽ không phát động chiến tranh chống lại Ukraine; Kadyrov lái xe bán tại Tesla ca gợi Elon Musk; tiết lộ danh tính thanh niên đăng video chống đảng cộng sản Trung Quốc. Người ủng hộ phe đối lập Venezuela tiếp tục phản đối gian lận. Ông Blinken đến Israel để đàm phán thỏa thuận về Gaza. Tân Thủ tướng Thái Lan kêu gọi dân vực dậy nền kinh tế. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ hai ngày 19 tháng 8. Kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần an lành. Ngay sau đây là bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Ukraine nhắm vào cây cầu khác trên sông Sem ở Zivanue. Tình hình đang trở nên ngày càng nghiêm trọng đối với quân đội Nga ở phía Nam. Tuy nhiên, Ukraine cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiến vào Korenevo sau hơn 12 ngày giao tranh và vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy họ đã chiếm được Sinagos và tiến đến bờ sông. Ukraine cũng đã đạt được một số tiến triển theo hướng thành phố Kursk sau cuộc giao tranh dữ dội với các đơn vị của Nga. Hiện tại, Ruskoye, Borechnoye và Matyonovka đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Khi quân nghĩa vụ và quân dự bị của Nga từ nhóm quân phía Bắc được đưa vào, cuộc tiến công của Ukraine gần như đã dừng lại. Theo hướng Elgov, Nga đã kiểm soát chặt chẽ thị trấn Safonovka, nơi họ phục kích một đoàn xe MRAP của Ukraine và chặn đứng được đoàn xung kích này hiện tuyên truyền của Nga tích cực đưa tin Ukraine đang đánh đập binh lính Nga và phải cải trang thành thường dân ở Suza. Những người lính Nga đã trốn và tìm cách thay quần áo thường dân. Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết lực lượng Nga thậm chí còn bắn và tra tấn tù binh. Trong khi đó, tiểu đoàn 501 của Ukraine đã chiếm được khu vực làng Apanashovska, phía nam thị trấn Korenevo. Vào ngày hôm qua, Ukraine đã báo cáo về các cuộc tấn công vào các khu định cư và dường như mọi thông tin tích cực diễn ra nhanh chóng hơn. Nhiều khu định cư khác bị Ukraine kiểm soát có thể sẽ sớm được công bố, chẳng hạn như Biakovo và Vishnevka, Novoivanovka và tiếp theo là Khunbaki. Hiện Ukraine cho biết họ kiểm soát gần như toàn bộ các làng này và đang tiến hành dọn dẹp trận địa. Việc các binh lính Nga đến từ vùng Kursk bỏ trốn hàng loạt khiến một cựu binh Nga rất tức giận. Ông đã đăng một video trên mạng xã hội chỉ trích hàng loạt những tân binh hiện nhát như sau. Các người đi đâu thế? Các người bị đi Nga. Dừng lại, nếu không mang theo vũ khí, hãy cầm sẻn và đào chiến hào. Chỉ trong vòng 24 giờ hôm qua, hệ thống phòng ngự của Nga trong 6 khu định cư đã sụp đổ lực lượng Ukraine đã xé toạc hệ thống phòng thủ, cắt đứt lực lượng tiếp viện và chiếm quyền kiểm soát từng thị trấn. Các tuyến đường tiếp tế chính của Nga đã bị phá vỡ, các cây cầu bắc qua sông Sem đã bị đánh sập, trong khi hàng nghìn lính Nga hiện đang bị mắc kẹt ở quận Kroshkovo. Cơ hội duy nhất mà binh lính Nga thực hiện giờ đây là từ bỏ vị trí. Mỗi giờ trôi qua làm thắt chặt thêm gọng kìm bao vây. Lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát đã mở rộng lên tới 1.500 km vuông và sắp mở rộng hơn nữa khi Kroshkovo thất thủ quân đội Nga đang tháo chạy khỏi Tiotkino và toàn bộ quận này sẽ sớm nằm trong tay quân Ukraine. Trong các trận chiến hoảng loạn chống trả Ukraine ở vùng Kursk, Nga thông báo họ đã tiêu diệt được một hệ thống HIMARS của Ukraine. Trong video này, chúng ta có thể thấy người Nga đã theo dõi một chiếc M270 của Ukraine bằng UAV trinh sát. Chiếc xe đã bắn một loạt pháo, họ không kịp theo dõi sự di chuyển và mất dấu chiếc xe. Một khoảnh khắc sau, họ phát hiện ra cách vị trí bắn vài km, thứ mà họ nghĩ là M270. Tuy nhiên, đó chỉ là một mồi nhữ bơm hơi. Trinh sát Nga dường như không chú ý đến điều này và đã gọi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn Iskander M. Ngay cả cảnh quay bằng UAV trinh sát cũng cho thấy ống bơm hơi phía trên cabin bệ phóng giả. Sau đó, Nga thậm chí còn thêm vào một bức ảnh thật để công chúng của họ có thể thấy sự khác biệt. Kết quả là một hỏa tiễn trị giá 4 triệu đô la vừa bị lãng phí vào một bệ phóng bằng cao su. Các con số cho chúng ta biết rằng Ukraine vẫn tiếp tục tiến quân ở Kursk. Việc phá hủy cây cầu bắc qua sông Xem có thể dẫn đến việc Ukraine chiếm đóng khu vực được bao bọc bởi con sông và biên giới, tức là một lãnh thổ rộng khoảng 580 km vuông. Người Nga đã bắt đầu sơ tán dân và binh sĩ ở các khu định cư ở khu vực này. Nếu khu vực này bị Ukraine chiếm đóng trong vài ngày tới, Ukraine sẽ chiếm một khu vực rộng khoảng 2.000 km vuông. Điều đặc biệt là các trận đánh này đều diễn ra khi Ukraine đã ở bên trong nước Nga, không còn yếu tố bất ngờ như chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk lúc ban đầu. Cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk đã diễn ra trong 12 ngày và đã đến lúc đánh giá đây là một chiến dịch thành công của Ukraine. Ở cấp độ chiến thuật, người Nga hoàn toàn không chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Truyền thông và chiến thuật cho thấy lực lượng Ukraine đã thành thạo chiến tranh cơ động. Sự im lặng của Ukraine trong quá trình chuẩn bị và thực hiện là yếu tố hoàn hảo nhất trong chiến dịch này những tác động chính trị thậm chí có thể là thảm họa nhất đối với nỗ lực chiến tranh của Nga. Việc Ukraine chinh phục các vùng đất của Nga là những dấu hiệu mới nhất cho thấy Nga thực sự yếu kém như thế nào. Nước Nga dễ bị tổn thương và không thể che giấu. Ngay cả khi có thể ngăn chặn được bước tiến của Ukraine thì cũng khó có thể đánh bật họ trước cuối năm nay. Nga đã phung phí một lượng lớn vật chất và thiết bị. Theo các nhà phân tích, dự trữ của Liên Xô sẽ cạn kiệt vào năm 2026-2027. Ukraine phơi bày điểm yếu của Nga và chứng minh có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này nếu vũ khí và đạn dược được bảo đảm. Phương Tây nên ghi nhận thành công này và rút ra kết luận đúng đắn. Sự thất thế toàn diện cả ở trên chiến trường và thông tin tại tỉnh Kursk làm người Nga có lý do để tức giận. Ngay cả những nhà báo phương Tây đi tìm sự thật tại biên giới cũng khiến nhà tuyên truyền người Nga Alexei Zivov dọa giết. Khi các nhà báo CNN và các kênh phương Tây nước ngoài khác đến quay phim tại khu vực Kursk của Nga, ông đã tuyên bố, chúng tôi thông báo cho các nhà báo phương tây đã vượt qua biên giới nga chúng tôi sẽ giết tất cả các người quay trở lại tình hình chiến trường Donbass ngược lại với những tích cực ở tỉnh kursk tại đây người nga đang tiến hành và khó có thể cản được quân đội nước này sẽ đạt được thành công lớn tại đây trong những ngày tới trên hướng pokrov mặt trận giao tranh này vẫn là một trong những hướng nóng nhất người nga đang tấn công các vị trí của ukraine suốt ngày đêm đôi khi thậm chí không nghỉ vào ban đêm số lượng các cuộc tấn công theo hướng pokrov luôn ở mức cao người nga đang cố gắng đạt kết quả khả quan để khiến tình hình trong nước ổn định phần nào một vành đai phòng thủ kiên cố của ukraine sắp bị bao vây ở mặt trận bokrov lực lượng nga đã chiếm được ngôi làng zavitne trong cuộc tấn công quân đội nga cũng đã chiếm được thị trấn zalesnoye gần Toresk. sự sụp đổ của mặt trận ukraine theo hướng Pokrovsk có thể diễn ra khi binh sĩ ukraine đã từ bỏ vị trí tại đây hiện có vẻ như khu vực này không có lực lượng trữ để chống lại xung kích nga tuy nhiên một nguồn tin lại cho rằng lực lượng nga đã tiến lên quá mức ở hướng Pokrovsk cũng sẽ gặp bất lợi nếu ukraine đủ dự trữ lính và tiến hành phản công ở hai bên sườn bởi vì hiện tại sau khi nga tung hầu hết quân dự bị đến Kursk thì sẽ không còn đủ lính để phản kích lại dù như vậy xét theo tổng thể các mặt trận nếu nga hoặc ukraine giữ được thế trận thì sự sụp đổ ắt sẽ đến với bên còn lại bất cứ bên nào không còn đủ lực dự trữ đều đối mặt với một thảm họa khôn lường Thưa quý vị, có thông tin cho rằng tổng thống Putin đang làm sạch hàng ngũ của chính mình. Các tướng lĩnh Nga sợ bị tố tụng hình sự vì họ đã không ngăn chặn được cuộc tấn công vào Kursk của quân đội Ukraine. Các thủ tục tố tụng hình sự đang được chuẩn bị chống lại tướng lĩnh Nga vì không bảo vệ được khu vực Kursk, theo một báo cáo trên tờ The Moscow Times. Đài truyền thông trực tuyến Veská của Nga dẫn các nguồn tin trong chính phủ và quốc hội cho biết, các vụ bắt giữ các quan chức an ninh cấp cao đã thất bại trong việc bảo vệ khu vực Kursk vẫn tiếp tục. Việc truy tố cũng có thể ảnh hưởng đến các quan chức dân sự đã cho phép tình huống này xảy ra, những người cung cấp thông tin cho biết. Mới tuần trước, tờ Bloomberg đưa tin, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã biết về cuộc tấn công sắp tới nhưng không nói cho Tổng thống Putin biết về điều đó. Theo nhà báo, Ilya Kozin cho biết, có lẽ quyết định này sẽ gây nguy hiểm cho ông ta. Các phiên tòa có thể xét xử các tướng lĩnh Nga vì thất bại của họ trong cuộc tấn công ở Kursk có thể là sự tiếp nối của việc thành lập Bộ Quốc phòng Nga, bắt đầu sau khi sa thải tướng Sergei Sogu chiến dịch chưa từng có nhằm bắt giữ các tướng lĩnh và quan chức cấp cao của bộ quốc phòng đang diễn ra với sự chấp thuận của điện kremlin theo các nguồn tin chính phủ nói với the moscow times đằng sau các thủ tục tố tụng hình sự là mong muốn đổ lỗi cho quân đội về những thất bại ở ukraine và giành quyền kiểm soát ngân sách khổng lồ của quân sự kể từ đầu tháng năm vừa qua có ít nhất năm tướng lĩnh đã bị bắt trong bộ quốc phòng họ bị buộc tội tham nhũng Thưa quý vị, một video có sẵn trên kênh Telegram Ukraine 365 cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói rõ trong một cuộc phỏng vấn với nhà tuyên truyền điện Kremlin Yevgeny Bobov. Ông Lukashenko cho biết, khi nói về triển vọng mở một mặt trận mới trong cuộc chiến với Ukraine, đã thu hút sự chú ý đến thất bại của Nga ở khu vực Kursk ông dứt khoát từ chối giúp đỡ thêm cho Điện Kremlin trong cuộc chiến này. Phương Tây liên tục nói với chúng tôi rằng họ không cần chiến tranh với Belarus. Chúng tôi hiểu điều này và nói rằng chúng tôi sẽ không chiến đấu với họ. Và không phải vì các bạn tốt, mà là vì Nga và tôi chưa sẵn sàng để tăng mặt trận. Có 1.200 km, toàn bộ biên giới là 1.200 km. Bây giờ mặt trận của quân khu phía Bắc là 1.000 km. Chúng ta đã sẵn sàng đóng cửa 1.200 km chưa? Và Kursk đã cho thấy điều này. Tổng thống Lukashenko nói. Bên cạnh đó, ông Lukashenko vừa gửi tới Quốc hội đề xuất bổ sung một điều khoản mới vào bộ luật hình sự. Trừng phạt hành vi bạo lực, đe dọa bạo lực, phá hủy hoặc gây thiệt hại tài sản đối với Tổng thống, cựu Tổng thống hoặc các thành viên trong gia đình của ông. Hình phạt theo điều này có thể lên tới 8 năm tù. Nhà phân tích chính trị Valery Kabalevic bình luận rằng, ông Lukashenko muốn bảo vệ mình trong mọi trường hợp, vì vậy ông ấy muốn bảo hiểm cho bản thân trong trường hợp ông ấy không còn là tổng thống nhưng vẫn còn sống và tương đối khỏe mạnh, mặc dù đối với tôi, lựa chọn này có vẻ khó xảy ra. Đối với trường hợp này, ông đang chuẩn bị một khuôn khổ pháp lý như vậy. Chuyên gia tin tưởng rằng, ông Lukashenko đang suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với ông và gia đình của ông trong trường hợp có sự thay đổi về quyền lực. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov đã công bố một video vào hôm thứ Bảy cho thấy ông đang lái chiếc xe Tesla Cybertruck có gắn súng và ca ngợi chủ sở hữu hãng sản xuất ô tô này là tỷ phú Elon Musk. Một đoạn video được đăng trên kênh Telegram của ông cho thấy, nhà lãnh đạo Chechnya 47 tuổi này có thể được nhìn thấy đang ngồi sau tay lái của chiếc xe tải khi ông lái xe vào thủ phủ Grozny có vẻ như một khẩu súng máy được gắn cố định trên nóc xe. Ông Kadyrov nói trong bài đăng kèm theo video cho biết, Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Elon Musk. Tất nhiên đây là thiên tài mạnh mẽ nhất thời đại chúng ta và là một chuyên gia, một người đàn ông tuyệt vời. Đồng thời, ông Kadyrov mời ông Musk đến thăm ông tại nước Nga. Dựa trên những đặc điểm tuyệt vời này, Cybertruck sẽ sớm được đưa đến khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, nơi nó sẽ được sử dụng trong những điều kiện thích hợp. Ông nói thêm, ám chỉ đến tên mà Điện Kremlin đặt cho cuộc tấn công vào Ukraine. Cybertruck là xe bán tải điện được hãng sản xuất ô tô Tesla của Hoa Kỳ ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019, trước khi đưa vào sản xuất vào năm ngoái. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, sau khi một thanh niên ở Hồ Nam của Trung Quốc đã công khai răng các biểu ngữ để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, một thanh niên Trung Quốc khác Mới đây đã đối đầu trực diện khi đăng một video chống ông Tập Cận Bình. Vào ngày 16 tháng 8, cư dân mạng đã tiết lộ thanh niên này tên là Diêm Trung Kiện, đến từ Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc và đã không liên lạc được trong khoảng một thời gian. Theo bà Tô Vũ Đồng, một nhà báo tự do sống ở Đức, trên mạng xã hội X, bà đã nhận được thông tin do người bạn thanh niên đối đầu trực diện ủy thác gửi đến. Anh ta và thanh niên đối đầu trực diện này có hẹn rằng một khi thanh niên này bị mất liên lạc trong một thời gian thì phải công bố thông tin cá nhân của anh và kêu gọi cư dân mạng quan tâm ủng hộ. Theo bà Tô Vũ Đồng, anh Diêm Trung Kiện bị truy nã vì thúc đẩy phong trào phá bỏ bức tường Internet vào hồi 3 năm trước. Sau đó từng được đưa đến Bệnh viện Tâm Thần ở Cửu Long Sơn, Tân Hoàng Đảo. Bệnh viện Tâm Thần này là cơ quan tay chân của Đảng Cộng sản Trung Quốc có rất nhiều người chống lại sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị giam trong bệnh viện tâm thần này. Ví dụ như cô Đồng Giao Quỳnh, người đã hất mực lên bức ảnh chân dung của ông Tập Cận Bình. Bà Tô Vũ Đồng nói, anh ấy phải biết cái giá của việc đối đầu trực diện giống như ông Bành Lập Phát. Nhưng trong bảng xếp hạng giá trị của anh ấy, tự do và phẩm giá được liệt kê đầu tiên và đó không chỉ là tự do và phẩm giá cá nhân, vì vậy anh ấy xứng đáng được chúng ta tôn trọng. Bà kêu gọi cư dân mạng ủng hộ tất cả những người đứng lên, hành động ở phía trong Trung Quốc, không để họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tùy ý bức hại vì không được quan tâm. Thưa quý vị, những người ủng hộ phe đối lập của Venezuela đã tụ tập trên khắp đất nước và cả nước ngoài để yêu cầu công nhận ông Edmundo González là tổng thống những người biểu tình đã cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro đã đánh cắp cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 7. Những người ủng hộ phe đối lập chính trị của Venezuela đã xuống đường vào hôm thứ Bảy tuần trước tại nhiều thành phố ở quốc gia Mỹ Latin này và cả ở nước ngoài. Phe đối lập ở Venezuela đã tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro đã đánh cắp một chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 7. Nhà lãnh đạo của phe đối lập bà maria corina machado đã kêu gọi quốc tế xác minh độc lập về cuộc bầu cử và kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường không có gì cao hơn tiếng nói của người dân và người dân đã lên tiếng bà nhấn mạnh bà cũng nói thêm rằng lực lượng an ninh chuyển phe và ủng hộ phe đối lập theo phe đối lập venezuela các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở tây ban nha australia hàn quốc vương quốc anh pháp đức bỉ và thụy sĩ Phe đối lập cũng cáo buộc rằng Ủy ban bầu cử đã hoạt động như một nhánh của Đảng Xã hội Thống nhất của Venezuela do ông Maduro cầm quyền, đồng thời công bố một kết quả mà họ cho là 83% số phiếu từ máy bỏ phiếu cho thấy ứng cử viên Edmundo Gonzalez đã nhận được gần 67% sự ủng hộ. Chiến dịch đàn áp biểu tình của chính phủ ông Maduro đã dẫn đến ít nhất là 2.400 vụ bắt giữ và các cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 23 người đã tử vong. Vào đầu tuần này, một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc đã kết luận rằng cuộc bầu cử ở Venezuela là thiếu tính minh bạch và liêm chính. Thưa quý vị, ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Antony Blinken, một lần nữa lại đến Trung Đông khi áp lực phải đạt được thỏa thuận đảm bảo cho việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza và chấm dứt giao tranh ở vùng lãnh thổ này ngày càng gia tăng. Ông Blinken dự kiến sẽ gặp thủ tướng Israel ông benjamin netanyahu và các quan chức cao cấp khác vào hôm thứ hai các nhà đàm phán từ hoa kỳ ai cập và qatar đã gặp một phái đoàn israel tại doha vào hôm thứ năm và thứ sáu tuần trước để tiến hành vòng đàm phán mới nhằm bảo đảm cho lệnh ngừng bắn phiến quân hamas bên không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán đã cáo buộc israel đưa ra thêm các yêu cầu mới vào đề xuất trước đó dù đề xuất này đã từng được sự ủng hộ của hoa kỳ và quốc tế Hiện tại Hoa Kỳ cũng đã đưa ra các đề xuất mà họ hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các bên tham chiến. Các quan chức của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lạc quan và sự thận trọng về việc đưa ra thỏa thuận này tới đích, nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong khi đó, ba lính giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc đã bị thương sau một vụ nổ gần xe của họ ở miền Nam bất ổn của Lebanon. Liên hợp quốc đã cho biết trong một tuyên bố Ba lính gìn giữ hòa bình đang tuần tra đã bị thương nhẹ trong một vụ nổ xảy ra gần xe của họ, được đánh dấu rõ ràng ở gần Iarine, miền nam của Lebanon. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon đã cho biết Israel và Hezbollah đã đấu pháo xuyên biên giới gần như hàng ngày kể từ khi Israel phát động một cuộc tấn công vào giải Gaza. Thưa quý vị, bà Peatong Tran Sinvat đã cam kết thúc đẩy kinh tế kêu gọi người dân góp sức phát triển đất nước sau khi được phê chuẩn làm thủ tướng Thái Lan. Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, tôi sẽ phối hợp cùng quốc hội với trái tim rộng mở, sẵn sàng đón nhận mọi ý tưởng giúp phát triển đất nước. Thủ tướng của Thái Lan, Peatong Tan Sinpatra đã cho biết trong bài phát biểu hôm nay sau khi được quốc vương Maha Varisungkong bổ nhiệm. Bà Peatong Tan đã kêu gọi người dân Thái Lan cùng phối hợp để vực dậy nền kinh tế đang chật vật khôi phục sau đại dịch Covid-19. Thủ tướng của Thái Lan không thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi hy vọng sẽ tập hợp được sức mạnh của mọi thế hệ và toàn bộ nhân tài trên khắp đất nước, từ thành viên nội các, liên minh cầm quyền, công chức, lĩnh vực tư nhân và người dân, bà nói thêm. Cựu Thủ tướng Thạc xỉn bố của bà Pia Tông Tàn, đã cho rằng tân Thủ tướng Thái Lan cần làm việc chăm chỉ, Điểm mạnh của bà Tia Tông Tan là sức trẻ, có sự khiêm nhường và sẵn sàng kêu gọi sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Con gái từng đứng sau tôi cách đây 23 năm, nhưng giờ đây tôi đang đứng sau nó, ông cho biết. Hạ viện của Thái Lan vào ngày 16 tháng 8 đã bầu bà Pia Tông Tan Sinvatra làm tân thủ tướng. Ở tuổi 37, bà là thủ tướng trẻ nhất đất nước và là người thứ ba thuộc gia tộc của Sinvatra giữ chức vụ này sau cha và cô ruột của bà là Yung Luk cảm ơn biên tập viên phạm dương kính thưa quý vị bản tin trưa nay đến đây xin được phép tạm dừng yên ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau